Không thể chờ được, ôi đẹp dã man này. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp các bạn trong video lần này của Ly. Và lâu lắm rồi Ly không có Sephora Ho, thế nên là hôm nay chúng ta sẽ có một cái Ho cũng như là một cái demo test and try trên mặt của Ly với những sản phẩm mà Ly mới mua ở Sephora của nhãn hàng Rare Beauty. Let's go. Thì các bạn cũng biết là trong thời gian vừa rồi ấy, đã có một nhãn hàng mới, một brand mới ra mắt của một celeb rất là nổi tiếng. Đấy chính là Selena Gomez. Và Selena Gomez thì ngày xưa được biết đến khá là nhiều, không chỉ là một superstar của Disney Channel mà còn là người yêu cũ của Justin Bieber. Xong rồi đợt vừa rồi thì Selena cũng bị một căn bệnh khá là gọi là nguy kịch một chút. Đấy chính là bệnh lupus ban đỏ. Và bây giờ thì cô ấy đã khỏe hơn rồi sau một cuộc đại phẫu thuật và đã sống positive hơn, sống một cách có nhiều năng lượng hơn và cho ra mắt một brand mỹ phẩm mới. Vậy thì tại sao chúng ta lại không ủng hộ Selena bằng việc là mua những sản phẩm này nhỉ? Và những cái sản phẩm này thì Ly nhớ không nhầm là 1% hoặc là 5% ở doanh số bán hàng sẽ được donate, sẽ được gây quỹ. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với những cái sản phẩm mà Ly đã mua trong đợt vừa rồi tại Sephora nhá. Ly rất là vui khi lần này cuối cùng mình cũng đã bắt được trend mọi người ạ. Mọi người cũng biết là Ly cũng ít khi bắt trend mà đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với những sản phẩm mà Ly mua. Và trong đó có một sản phẩm mà Ly đã mong ngóng lắm rồi và bây giờ Ly mới mua được. Chúng mình bắt đầu nhá. Alright, và với những món đồ này thì Ly bảo trước là Ly mua trong khoảng tầm 200 đô. Thế là món đồ này thì nó có rất là nhiều thứ, bao gồm từ primer, nghĩa là kem lót này, sau chúng mình có foundation, chúng mình có concealer, chúng mình có illuminizer, nghĩa là phấn bắt sáng, kem bắt sáng, và chúng mình có màu má cũng như là son. Và Ly có một bạn duy nhất của Fenty thôi, để chính là bảng màu mắt. Và điểm đặc biệt của cái bộ sưu tập này đến từ Rare Beauty, để chính là gần như tất cả các sản phẩm đều là sản phẩm dạng kem để chúng ta dễ dùng hơn với những bạn ở thời tiết khô. Và Ly cũng đã mang ra thêm một số những món đồ mà Rare Beauty không có đây để có thể đảm bảo được cái lớp makeup chúng ta hôm nay được đẹp. Thì trong bộ sưu tập lần này của Rare Beauty ra mắt thì nó cũng có cả lông mày, nó có cả eyeliner, nó hình như cũng có cả mascara, nhưng mà Ly đã không chọn những cái món đồ đấy, tại vì như các bạn biết là tính cách của Ly, bản thân Ly thì không thích đầu tư quá nhiều vào những cái món đấy, tại vì Ly nghĩ là chúng mình hoàn toàn có thể dùng những cái món drugstore cho những cái phần những cái dụng cụ đấy mà, đúng không nào? Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng vừa unboxing vừa make up và cùng nhận xét những sản phẩm này với first impression nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ đến với bạn Always an Optimist Illuminating Primer. Ly dùng cái bạn Illuminating Primer tại vì Ly muốn là trông cho nó kiểu glow phong within, nhất là chúng mình lại còn gần đến mùa đông rồi, thế nên là Ly muốn mua cái bạn này. Gần như tất cả những cái tên của các sản phẩm mà ở trong bộ sưu tập của Rare Beauty thì đều có gắn một chút gì đấy, những cái message, những cái lời nhắn gửi rất là làm cho mọi người có một chút là gọi là năng lượng tích cực lên để có thể vượt qua được những nỗi buồn trong cuộc sống đấy. Thì cái này Ly thấy rất là hay. Và đây là cái bao bì của bạn ý màu trắng rất là xinh. Đây là bạn size 15ml, nó có cả size full size là 28ml. Ly nói thật là Ly không biết đây có phải là vì là do nó là size mini không, thế nên là nó mới là bao bì bằng nhựa như thế này. Nhưng mà nó hơi nhẹ tay mọi người ạ, nhưng mà cũng được, không sao. Thì với cái bao bì này nó vẫn có cái dạng pump để chúng ta bóp sản phẩm ra. Đây là kem lót, nó sẽ hơi tạo một chút gọi là độ bóng cho cái da của mình. Thì như Ly có thử ở trên tay ạ, thì thấy là nó rất là bóng rồi, kiểu nó làm cho chúng ta cảm thấy giống như là chúng mình đang bôi highlighter, khá là đẹp. Ly nghĩ là với bạn nào mà da khô và cũng như là yêu thích cái sự bóng bẩy cho cái làn da của mình, Live for Within thì các bạn sẽ thích cái primer này. Mùi thì cũng không có mùi gì cả, khá là dễ chịu và nó cũng không phải là có một cái nhũ nó quá to lên trên mặt của mình chỉ nhìn thấy trông cái da nó bóng bóng lên thôi. Tiếp thì chúng mình sẽ có foundation. Thực chất là lúc mà trước khi review video này thì Ly đã quá excited, Ly đã bóc ra và Ly nhận thấy được một việc, đấy chính là mọi người sẵn sàng chưa? Mọi người sẵn sàng để review chưa? Cái foundation này nó sai màu với cả da của Ly. Gần đây có lẽ là lần đầu tiên mà Ly bị mua sai màu foundation khi mua online. Và bí mật của việc này đấy chính là do cái Shade Finders của Sephora. Thì bình thường khi mà Ly chọn mua foundation thì Ly sẽ thường lên trên Sephora, Ly sẽ dùng cái tool, dùng cái công cụ là Shade Finders của Sephora, Ly dùng cái Shade Mask của Sephora và tìm màu giống với cả màu số 200 của Fenty Beauty là chuẩn 100% với cả da mặt của Ly, thì nó sẽ ra màu 290. Và Ly nhìn ở trên bảng màu, Ly thấy ô 290 hình như nó hơi đậm quá, thế là Ly thôi Ly chọn 270 cho nhạt nhạt bớt đi, tại vì không nghĩ mình lên đến 290. Và đó là tại sao mà Ly mua 270. Nhưng mà trong khi đó nếu mà Ly chọn cái màu là mẫu là cái màu của Giorgio Armani màu số 4 ấy thì nó sẽ ra là 170.
Đó, không hiểu sao, các bạn đừng nên là so chỉ một màu mà so kiểu nhiều màu khác nhau xem nó ra sao. Cái bạn này khi mà Ly thử lên trên tay đã thấy tối hơn rồi, nhưng mà bây giờ chúng mình cứ thử lên trên mặt xem là nó tối hơn đến mức như nào. Còn xong rồi có gì, maybe là mình sẽ dùng bạn này dành cho phần bronzer ha. Và bên cạnh đấy nữa là nó sẽ là một cái dạng que như thế này, như là kiểu que concealer chứ nó không phải là dạng khăm. Thì chắc là Ly sẽ dùng bạn này cho bronzer đi. Và Ly nghĩ là Ly hoàn toàn có thể dùng bạn concealer. Ly đã mua màu 180 và Ly nghĩ màu này sẽ chuẩn với da Ly. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cái bạn concealer trước. Thì bạn concealer này Ly mua là 180. Thì với bạn này nó cũng sẽ giống như là bạn kia, nó có cái quả bóng dè dẹt như này để cầm rất là dễ hơn. Và cái đầu chổi này thì nó lạ hơn một chút ấy, là nó kiểu dạng hình tam giác hố lục. Nó tròn tròn, bẹt bẹt nhưng mà nó vẫn có một cái độ phẳng nhất định để chúng ta có thể đi vào những cái đường nhỏ nhỏ trên mắt của mình. Ok, giờ chúng mình sẽ cùng thử nhá. Thì mình sẽ dùng Beauty Blender để tán ra này, xem cái độ che phủ này thế nào nào. Thì nếu mà các bạn dùng concealer để đánh nền như thế này thì Ly khuyên là mọi người sẽ dùng với cả Beauty Blender, thì để cho nó tán nó đều hơn và cũng như là nó mỏng hơn cho cái lớp nền của mình ấy. Ly nghĩ bạn này sẽ không đủ đô để mà kiểu che phủ được những cái mụn của mình đây này. Ví dụ như bạn mụn này của Ly là không che phủ được hết này. Thì Ly nhận thấy là bạn này sẽ chỉ có thể tốt cho việc là chúng ta che phủ vùng mắt với cả những cái khuyết điểm nó mình muốn làm sáng nó lên thôi, kiểu brightening lên thôi. Chứ còn nếu mà để che phủ, để coverage, để giấu nó đi thì Ly nghĩ là sẽ không được. Ok, màu cũng không phải nỗi lệch với tông da của mình ha. Rồi ok, bây giờ thì chúng mình sẽ dùng đến bạn foundation này để chúng mình đánh bronzer. Cái foundation này đẹp mọi người ạ. Nó mềm dã man luôn. Không để chờ lỗi, đẹp dã man này. Nó không bị vết một tí nào, rất là mỏng luôn. Cái độ che phủ rất mỏng. Vì bạn này là có dạng má bằng kem, thế nên là trước khi chúng ta phủ phấn thì chúng ta phải dùng má kem trước ha. Thì bạn này Ly mua có màu là màu Joy, là một trong những cái màu gọi là best seller của Rare. Ly nghĩ sẽ rất là đẹp. Thì đây là Soft Pinch Dewy Liquid Blush. Thì nó sẽ có một cái dạng hơi dewy một chút, hơi bóng bóng một chút, và nó sẽ bám rất là lâu trên da mặt của mình. Màu Joy này thì là một cái màu cam cam rất là xinh, và Ly nghĩ nó sẽ hợp với cả cái complexion, cái nước da của người châu Á. Thì cái bạn này thì Ly có xem một vài cái video ấy, mọi người bảo là tránh là chấm trực tiếp lên trên da mặt mà hãy chấm ra lòng bàn tay, xong rồi sau đấy mới bôi lên da mặt thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, chúng mình sẽ cùng thử nhá. Xinh dã man mọi người. Đây cũng là cái màu mà Ly rất là thích trong màu má, kiểu dùng hàng ngày sẽ rất là tự nhiên. Ok, cái đầu chổi này thì nó cũng khá là dễ dùng và chúng ta hoàn toàn có thể chấm lên, nhưng mà không, chúng mình phải nghe lời chuyên gia, hãy chấm ra tay trước nhá. Ok, Ly đã chấm ra tay này. Đậm vãi. Bây giờ Ly sẽ chấm ra ngón tay nhá. Trời ơi, pigment thật dã man luôn ý. Wow, chỉ cần đúng là kiểu chỉ cần một chấm thôi ấy, không cần quá nhiều đâu mọi người ạ. Đúng kiểu mà say rượu rất là đẹp, nhưng mà Ly nghĩ là Ly sẽ cần có nhiều thời gian để practice, để dùng thử nhiều hơn để có thể đi ra được một cái cách dùng chuẩn chuẩn cho bạn này. Nhưng mà đây, màu rất xinh, tán đều ra rất là xinh luôn. Đây là Positive Light Liquid Luminizer Mesmerize. Thì cái màu này rất xinh. Màu này nó hơi giống kiểu màu rose gold ấy, và Ly nghĩ là nó sẽ rất là hợp với cả cái màu má này của chúng mình. Chúng mình sẽ lấy ra tay một chút nha. Này. Và dĩ nhiên rồi, sẽ dùng ngón tay tiếp. Trời. Và một lưu ý cho những bạn nào mà hay bị mụn ở má thì hãy tránh là dùng highlighter vào những phần đấy nhá, vì nó sẽ làm nổi cái phần mụn đấy của bạn lên luôn. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi đến với cả lông mày. Thì lông mày hôm nay chúng mình sẽ vẫn dùng bạn Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm nhanh cái lông mày của mình nhá. Ok, Ly đã có lông mày trở lại rồi mọi người. Và bây giờ trước khi chúng ta đi đến phần mắt thì Ly sẽ phủ phần. Phần đây là Charlotte Tilbury, màu của Ly là màu số 2, medium. Thì bạn này dùng khá là nhẹ nhàng. Mặc dù phủ phấn lên rồi nhưng mà cái highlight nó vẫn còn khá là rõ. Giờ bây giờ chúng mình sẽ đi đến với cả màu mắt của Fenty. Thì Ly mua bảng màu số 1 là màu True Natural. Thì Ly thấy đây là một cái bảng màu mà Ly sẽ dùng được thường xuyên nhất. Màu của Ly có thì dĩ nhiên rồi là những cái màu rất là tự nhiên và chúng ta có thể dùng hàng ngày được rất là đẹp luôn. Xinh không? Ly thì có cũng có những cái bảng màu mắt là nó điên đảo hơn, điên crazy hơn. Nhưng mà những cái bảng màu đấy thì Ly hay mua kiểu ví dụ là của Morphe hay là của Lorac, chứ Ly không mua những cái bảng màu đắt đắt một tí mà những cái tông màu khó dùng. Tại vì Ly biết Ly sẽ không dùng nhiều, mà những cái bảng màu nó hơi đắt tiền một chút hoặc hơi đặc biệt một chút thì Ly sẽ thích mua những cái tông màu cơ bản, tông màu mình dễ dùng hàng ngày, thì để chúng ta biến hóa cho nó dễ và cũng như là sử dụng nó nhiều hơn. Ồ, màu lên đẹp phết mà tán cũng dễ. Nó mềm luôn này, nó soft luôn á. Giờ thì chúng mình sẽ lấy một cái chổi khác nhỏ hơn. Thì để Ly sẽ lấy một chút màu nhũ bên này, nhũ hơi đồng đồng bên này trộn với cả màu nâu này, và để chúng ta đánh ở phía đằng sau.
Chúng mình sẽ lấy một cây chổi dạng shading như thế này, nhỏ nhỏ thôi. Để chúng mình sẽ lấy một màu nhũ, thì chính là màu này. Nó sẽ hợp với các cái màu mắt này của Ly. Ồ, cũng được đấy. Cũng ra vấn đề đấy. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ dùng đến eyeliners. Thì Lily dùng eyeliners của Kat Von D, màu Trouble Black. Thì hôm nay Lily sẽ kẻ eyeliner hơi khác bình thường một chút nhá, để xem có thành công không. Mọi người chờ Lily một tí. Cũng không khác mấy mọi người ạ. Rồi ok, bây giờ thì Lily nghĩ là chúng mình sẽ đi đến với cả mascara. Trải mascara thì chúng mình cũng trải như bình thường thôi, thế nên là Lily sẽ đi qua đoạn này nhá. Đây là Lip Souffle Matte Lip Cream. Lily đã mua màu Brave, nghĩa là màu dũng cảm. Và Lily thấy cái màu này cũng rất là hợp với cả cái màu má của chúng ta, thế nên là Lily đã mua hai màu này để nó gọi là đi với nhau. Bao bì rất là đẹp, nó kiểu lì lì, kiểu nhựa nhựa, kiểu rubble. Sờ cũng khá là sướng tay và có cái chữ Rare Beauty rất là đẹp ở đây. Và cái thân son thì cũng chính là cái màu son ở bên trong luôn. Nhìn qua thì nó trông cũng khá là tương đương với nhau đúng không, chứ không bị quá lệch màu ở trong với cả ở ngoài. Và định lượng của bạn này là có 3.9 ml thôi, thì Lily thấy nó hơi bị ít một chút so với cái giá thành. Đặc biệt hơn ấy là tất cả các bạn makeup khác thì cái thì made in Italy này, cái thì chúng mình được made in Canada, nhưng mà riêng son thì là made in Korea, nghĩa là được làm tại Korea. Thì Lily nghĩ là cái chất son nó cũng sẽ khá là tương đương với cả chất son của Hàn Quốc. Nó đúng kiểu dạng lip cream mà chúng ta hay thấy ở các bạn son Hàn ấy mọi người ạ. Khác hẳn với cả các cái kiểu son của Mỹ mà chúng ta thường thấy hiện tại. Xinh đúng không? Nó kiểu mềm, mịn, mousse. Giống cái chất nó lì luôn, nó không dính, nó rất là mềm, rất là bông, kiểu bánh tầng mây ấy. Cũng không bị làm rõ những cái lớp vân môi của Ly, mặc dù đây là son lì. Bây giờ chúng mình sẽ cùng thử xem là liệu bạn này khi mà chúng ta bạn môi với cái giấy thì nó có trôi đi không nhá. Cũng trôi đi đáng kể. Lớp tin vào vẫn ok. Ly dặm 3 lần thì lần đầu là sẽ là đậm nhất này, lần 2 và lần 3 thì Ly nghĩ là bạn này bám bình thường, không phải là một bạn kiểu lâu trôi. Và chúng mình vẫn cần phải đánh lại sau khi mà chúng ta ăn uống xong à. Nhưng mà sau khi mà nó thoa ra thì nó vẫn giữ lại một ngôi tin này, cũng xinh, nhẹ nhàng xinh xinh. Hơi khô một tẹo vì nó bị mất cái lớp son rồi, nó bị mất cái lớp dưỡng rồi, thì nó còn cái cảm giác hơi khô khi mà chúng ta sành xong. Alrighty, và đó chính là video rất dài review demo first impression của Ly về tất cả những cái sản phẩm mà Ly mua của Rare Beauty ngày hôm nay. Và để tổng kết lại thì chúng mình sẽ đi đến từng sản phẩm một. Đầu tiên là với primer thì Ly nghĩ là phải dùng thêm, và cũng như là dùng với các loại foundation khác, và dùng với cushion xong rồi dùng riêng, thì để xem bạn như thế nào. Thì hiện tại Ly chưa có review về bạn này. Về bạn foundation thì mặc dù là Ly mua sai màu, Ly xin lỗi mọi người, nhưng bạn ấy đã vẫn rất là đẹp với việc mà bạn ấy làm thành một cái lớp bronzer cho Ly. Và Ly tin chắc là Ly sẽ mua lại bạn này với đúng shade màu của mình và làm test and try cho mọi người chờ Ly nhá. Và tiếp thì chúng mình đến với concealer, thì có lẽ đây là một bạn mà Ly ít gọi là ấn tượng nhiều nhất, tại vì nó cũng hơi khô. Hiện tại thì ở trên mắt Ly thì Ly không thấy là nó bị hằn vào những cái vết chân chim của Ly, nhưng mà tuy nhiên là nó cũng không đến nỗi amazing quá. Nó chỉ làm đúng cái việc là nó làm brightening, nghĩa là làm sáng cái gương mặt của mình lên thôi. Và cái độ che phủ của nó thì rất là bình thường, nó không che được cái mụn này của Ly này, thế nên là chúng mình có thể bỏ qua bạn này và không cần phải mua bạn này nhá. Tiếp đến thì với highlight thì Ly rất thích. Ly nghĩ là Ly sẽ dùng bạn này khá là nhiều, và đây là cái tông màu mà Ly nghĩ là nó cũng rất là hợp với cả rất nhiều các chị em da châu Á của chúng mình. Nó không quá hồng, nó không quá trắng, nó không quá cam, nó rất là vừa phải, nó ở giữa để cho những cô nàng mà thích sự neutral, thích sự tự nhiên như Ly sử dụng. Tiếp thì chúng mình sẽ có bạn màu má, siêu thích. Bạn nào mà thích màu má thì Ly highly recommend bạn này luôn. Và dĩ nhiên hãy làm như cách Ly nói là chúng ta sẽ chấm nhẹ lên trên thôi nhá, và đừng chấm trực tiếp bạn này lên trên má. Và Ly nghĩ là một cái bạn này dùng rất là lâu, và chọn màu thì làm sao mà nó vừa phải với cả cái sở thích của mình. Tiếp thì chúng mình có bạn nào đấy nhỉ? Chúng mình có bạn son. Thì son cũng là một bạn mà Ly không ấn tượng quá nhiều ở trong bộ sưu tập này, vì Ly thấy là cái chất lượng son này ấy, thì nó chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy ở rất là nhiều cái loại son khác của Hàn Quốc hoặc là của Việt Nam, ví dụ như là Ophelia. Bạn Cotton Blur cũng đem đến cái finish như thế này, có thể là màu nó cũng sẽ na ná giống nhau, tại vì đây là một cái màu rất châu Á luôn, rất là dễ dùng. Ngoài ra nữa thì cũng có những cái bạn ví dụ như là của Merzy, dòng mới ra nắp đỏ đỏ mà chúng ta hôm trước vừa mới được thấy Ly làm trong một cái video. Thế nên là Ly thấy là nếu bạn này, trừ khi là bạn rất là yêu thích cái bao bì này thì mới nên mua, còn lại thì chúng ta không
không cần thiết là phải mua bạn này. Sau đấy thì chúng mình có bảng màu mắt của Fenty thì Ly rất là thích, và đây sẽ là bảng màu mắt tiếp theo mà Ly sẽ mang đi du lịch nhiều nhất. Nó gọn nhẹ, compact, không dễ bị bẩn tại vì nó là kiểu dạng nhựa bóng, lau chùi rất là dễ, và những cái tông màu thì cực kỳ dễ dùng, và Ly đã làm được cái makeup look ngày hôm nay. Và đó chính là tất cả những món đồ mà Ly mới mua được Sephora vừa rồi, và Ly nghĩ là bây giờ Ly sẽ chăm chỉ mua thêm đồ để có thể review cho mọi người nhiều hơn, và cũng như là khai thác hết tất cả những món đồ mà Ly có ở trong bộ collection của mình ngày hôm nay. Và Ly hy vọng là mọi người đã thích cái video này và cũng như là cái makeup look mà Ly đã dành cho mọi người hôm nay. Ly biết là Ly không phải là makeup artist, thế nên là nhiều khi có những cái makeup look của mình nó cũng hơi na ná giống nhau, nhưng mà Ly nghĩ đây là những cái makeup look mà dễ dùng, dễ sử dụng và cũng như là dễ áp dụng cho tất cả những các bạn, đặc biệt là những cô nàng văn phòng thích sự nhẹ nhàng trẻ trung như là Ly. Và thế thôi, hôm nay video chúng ta đã khá dài rồi, chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video lần sau nhé. Và đừng quên là hãy comment ở phía dưới cho Ly biết là các bạn sẽ muốn xem gì tiếp ở trên kênh của Ly để Ly có thể phục vụ các bạn nào. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau sau, đừng quên like, subscribe và comment cho Ly nhé. Bye bye mọi người.